Quy xin chào bạn. Như bạn thấy thì đây Quy đang đứng trên cái vỏ lãi của Quy đây. Có bạn hỏi vỏ lãi gì? Cái vỏ lãi là cái tên gọi của bà con miền Tây á, hay là miền Nam của mình á. Gọi chiếc xuồng, chiếc ghe mà đóng bằng nhựa composite các bạn. Đây. Cái này chiếc này là miền Tây nha bạn. Miền Tây composite hay miền Tây tắc rắn. Một cái tên rất là phù hợp. Hôm nay mình sẽ cùng với Phúc Mập đệ của mình sẽ giới thiệu trang thiết bị ở trên cái vỏ lãi này. Thì như bạn biết thì Quy có mơ ước là mình sẽ khám phá tất cả những cái sông rạch, ngọn nguồn các sông rạch ở trong miền Nam mình. Nhiều bạn cũng đề nghị Quy làm những cái chuyến ra Nha Trang hay là đi Phú Quốc, Hà Nội gì đó. Cái vỏ lãi mình không có đi, không có chuyên đi biển nha các bạn. Chứ đi biển phải có bằng lái vỏ ra biển đồ nữa, chứ không phải là đơn giản thôi. Mình có cái điều tiếc khi mà đi là cái người bạn đồng hành, thường đồng hành với mình là Polo thì không có thể đi được. Ở nhà thì cứ chạy ra đứng trong mình vậy nè, chạy theo vậy đó, nhưng mà lên vỏ lãi thì lại không thích lên. Bây giờ bắt đầu mình giới thiệu cho các bạn trang thiết bị vỏ lãi của mình. Giới thiệu thằng đệ trước chứ, để nó nói sao chú không giới thiệu con. Thì Phúc sẽ là người bạn đồng hành cùng mình. Như bạn biết thì mấy cái clip mà đi về Bến Tre mà Phúc nó thổi ống sao, thổi cá bóng sao bằng cái ống á. Đây là Phúc. Cái vỏ mình hồi nãy mình nói rồi ha, miền Tây composite. Có miền Tây tắc rắn. Chiều dài là 10m4, chiều ngang lớn nhất là 1m6. Trọng tải chắc khoảng 3 tấn ngoài, 4 tấn vậy, mình cũng không rành lắm. Đây là cái bửng phía trước nè. Các bạn thấy cũng có một số trang thiết bị cần thiết, như cái bình ắc quy. Đây là những gói mì, một cái con dao, một tấm bạc. Bạc này chú cháu mình có thể lên bờ mình che dựng liều gì đó nếu mà lên bờ. Đây cũng có cái đèn đội đầu hai cái, đèn cái để trên đây nè. Trong kia là một số các vật dụng cần thiết để câu cá. Lưới bén. Có cái chài nữa, Phúc ở đây, ở dưới trong đây nè, có cái chài nữa. Lưới bén, chài. Thì dây cột thuyền cũng như dây thả neo. Bữa ba dạng cho mình cái neo mà bữa đi ra câu ngoài sông Sài Gòn mình neo cái nó dính vô lưới chằng B40 để chằng đá phía dưới á. Lên không nổi, đẩy cho ghe đẩy tới đẩy lui mà cũng không chạy nổi, thì mình cắt hết hai mấy mét dây mà thêm cái neo nữa, tiếc gì đâu. Đây, cần câu. Cần câu máy, cần câu tay cũng có luôn các bạn. Rồi, nước uống, rồi nước sử dụng để nấu ăn hoặc là rửa lại á. Bạn nước sông giờ ô nhiễm quá, không có xài nước sông như hồi xưa bà con mình đi ghe thương hồ đi ghe đi xuồng nữa. Nước giờ nó rất là đen. Đó, đây, nước nó đậm màu hơn. Nhiều chất hơn nhưng mà nguy hiểm hơn. Rồi nước ha, rồi ở đây thì có cái thùng xốp để mình cái tay lưới mình xài mình bỏ vô thùng xốp đây khỏi mắc cột. Mấy cái thùng này thì trong đây có gạo, rồi mấy cái máy câu mình cũng bỏ vô trong đây. Máy câu để đây thôi chứ lúc mà mình ấy mình cũng bỏ vô bẩn kia mình khóa lại. Đây, thao thì thao rửa chén, rửa cá. Dưới cái thao bự này cho một Phút nó ngồi vô tắm. Nó tốt đâu hay nó xấu đâu, nó trốn cho thằng xấu vô. Đồ đây vợt mình có cái đem theo cái chĩa nữa nè. Thì chú cháu mình nấu bằng ga các bạn. Hồi xưa bà con mình thì nấu bằng cái bếp củi hoặc là cái lò xô. Nhưng giờ hiện đại chơi cái này cho nó hại điện. Rồi, đây là cái phần mui ghe nè, cabin á. Cabin mình đóng cũng hơi dài các bạn. Tại cái ghe này nó hẹp quá. Vỏ lãi nó hẹp, mét 6 nó cũng hơi hẹp. Tại cái ốp lên tới đây còn có mét 3. Nên mình đóng 4 mét luôn tới đây, nhưng mà mấy chú ở dưới đóng có 3 mét 2 thôi. Nó đóng 4 mét nó không đẹp.
Quên nói luôn cái giá của cái vỏ lãi này á, cái vỏ lãi 10 mét 4 mà mang ngang mét 6 là 27 triệu nha các bạn. Vỏ lãi siêu tải nha. Là người ta sẽ ốp nhôm cho mình luôn nè. Ốp nhôm phía sau ngay chỗ kia có kiện inox phía sau cái máy á, kiện inox với làm bánh lái bằng inox luôn là 27 triệu. Rồi cái máy á, là xuống coi máy đi ha các bạn, rồi giới thiệu phía trong sau. Đầu tiên cũng nhiều anh em góp ý là xài máy xe, nhưng mà cũng nhiều cái luồng dư thông tin đó là cái máy xe nó lại hao hao dầu. Máy xe máy 3, máy 4 là nó 4 piston thì nó sẽ hao dầu hơn mấy cái máy piston đơn như thế này. Thì mình xài cái máy của Việt Nam nha các bạn. Mình đi xuống Sóc Trăng, đi với Dạng với chú Bảy, Sóc Trăng với Cần Thơ, lên coi máy, tính kiếm cái máy của Kubota nhưng mà kiếm không có, mà vô cái chỗ Thành Đạt thì toàn bán máy 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 nhái không à. Một cái máy mà ba bốn cái hiệu khác nhau, cái máy 125 lại khác, cái máy 145 lại khác, cũng giống hệt nhau mà cái hiệu nó nhái nhái như cái Kubota này. Chạy Cần Thơ không có, mới quay về Sóc Trăng mua lại cái máy của Vikino này, RV 145 là nó 10, khoảng 14 ngựa rưỡi các bạn. Máy dầu. Rồi. Rồi sau đó chú Bảy kêu một người ở Phụng Hiệp làm láp cho mình, cái láp dàn láp thì 7 triệu. Nay này mình mới nói những cái chi phí đơn thuần thôi, chưa những cái chi phí ngoài luồng thì không có. Thì đó là cái máy với cái láp với cái vỏ luôn, nó khoảng 50 triệu á, nói sơ xịn vậy cho bạn biết ha. Máy này nó là quay tay nha các bạn. Này phải tập quay tay cho giỏi mới quay cái máy này được, nó nặng bà cố luôn. Để có xài hộp số nữa nè. À đó. Hộp số của Hà Nội. Thì ở giữa là mo. Mình kéo lên trước là nó chạy về trước, kéo ra sau nó ve luôn. Này có số ve luôn á, hộp số nó như vậy. Thì có cái này mình không biết gọi là gì, cái phát điện á. Cái dynamo phát điện một chiều á, sạc bình đó bạn, sạc bình ắc quy. Đó chú Bảy mua giùm luôn rồi gắn vô trong đây luôn. Để mình vừa đi mình có thể sạc ắc quy, tối ắc quy mình có thể biến thành điện để mình sạc thiết bị quay phim của mình. Còn cái này đèn hiệu khi tối dừng ngủ thì mình mở lên để cho nó nhấp nháy đi bà, để người ta thấy thôi. Ủa sao không trái mày? Chả biết sao nữa. Nó không thích trái, nên chút sửa lại. Cái trục láp dài 3,2 m bạn ơi, nó cũng khá dài. Mấy bạn coi rạch mình nhỏ xíu rồi. Vô cũng đoạn trường lắm ở nhà, không đơn giản đâu. Mà Quy cũng thi bằng lái thủy rồi, có bằng thì mình mới bắt đầu đi những cái chuyến hành trình dài hơn, cũng hợp thức hóa các vấn đề để sau này đi yên tâm hơn. Chân vịt là chân vịt nhôm thôi à, có bạn cũng nói mua thêm cái chân vịt thau để từ từ, đang cũng kẹt vốn rồi. Gọi là này mình bỏ hết công sức rồi, cái kinh phí mình có với thời gian mình suy nghĩ rất nhiều để mình mới quyết định mình mua cái vỏ lãi này các bạn. Đầu tư lớn mà. Này chơi nhỏ nhưng mà tốn kém lớn. Rồi. Đây là phần cabin nè, dài 3,2 m nè. Ở đây mình có cái mình gắn thêm mấy cái hộp để mình đựng, mình là ngồi ở đây mình lái, mình bỏ máy quay với điện thoại vô á cho nó an toàn. Trên đây anh em mình mang thêm cái bạt, mấy cây này cũng chú Bảy ở dưới đặt ở dưới Sóc Trăng người ta làm giùm luôn. Cái này này kinh phí riêng nữa nha các bạn, chứ không phải chung trong cái vỏ nha, cabin này riêng nữa nè. Đây phần phía sau nè, cái mình quay cận cả gì để mấy bạn mà có đi nhà có ghe có xuồng mấy bạn, thì mấy bạn góp ý thêm cho Huy để hoàn thiện hơn nha các bạn. Tại mình không có rành lắm.
thì chú bảy với dạng hỗ trợ thì cũng có gì mà thiếu sót sai sót hay gì các bạn, mấy bạn comment ở dưới cho mình. Hồi dưới cái máy này thì nó có thiết kế là xài nước xanh, nhưng bữa mình cũng sợ đi xa thì nó nóng máy quá thì mới gắn cái ống nước trực tiếp là từ cái chân vịt, từ chỗ chân vịt đi lên ha. Như bạn thấy không chơi nước xanh nữa là mà chơi nước dơ, nhưng mà có bạn góp ý mình không nên làm vậy, 21 sau cái máy nó lì, nó dễ hỏng hóc. Mình cứ xài nước xanh mỗi hàng tháng mình kiểm tra nước hụt thì mình châm vào, thì ngày mai mình sẽ mở cái hệ thống nước xanh này ra, nước dơ này ra, mình đổ nước xanh lại rồi mình khóa cái khóa phía dưới là thôi. Có cái mặt hạn chế của cái máy này là cái tiếng bô nổ to quá, mình mà quay hành trình mình thuyết minh trực tiếp cái hành trình thì lại nó có tiếng ồn của máy ha. Thì cũng có nhờ một số bạn nói, thì mấy bạn nói gắn cái bô xe hơi vô thì nó sẽ êm hơn, bô xe hơi hoặc là bô của mấy cái máy mấy cuốc á, mấy cần cuốc á, nó nổ rất là êm. Mấy bạn có góp ý gì thêm mấy bạn ghi phía dưới giùm mình nha. Thì mình có hai cái phao cushion ở đây bạn, mình treo ở đây, mình thắt cái dòng lọng giật cái nó ra là tuột ra, nó hoặc là khi mà có trường hợp khẩn cấp nó cũng có thể tự tuột ra. Tại hồi xưa mình cũng là thủy thủ trên tàu biển mà, nói chung trang thiết bị cũng có mấy cái ba cái áo phao nữa, hãy giáo ba cái áo phao. Cái áo phao để trong đây nhưng mà lúc cần mình để phía ngoài nè, cho cần thiết thì dễ sử dụng ha. Thì tại nó ồn, cái máy ồn nên mình có mua hai cái bịch tai này như các bạn thấy. Đây. Phòng ngủ của hai chú cháu, nó hai chú cháu chứ thằng Phúc nó dành mình nè. Tại nó tối nó ngủ, nó nói nó không có ngủ. Đúng là nó không có ngủ, nó nằm nó ngáy không à. Đây, mình cũng để treo móc áo rồi kiểu. Có đèn nữa. Quạt. Quạt này là một bạn Vũ á, bạn hỗ trợ bà tặng cho mình. Cái quạt này bạn Vũ làm cái pin sạc, cục pin sạc này luôn cho mình nè. Cục pin này nó hỗ trợ ta sạc điện thoại, đồ sạc thiết bị cũng được bạn. Cái đầu như cái đầu của trong xe hơi á, đầu cắm với xe hơi nè. Mình có cái đầu cắm sạc luôn. À, thấy ngon lành không? Đầy đủ tiện nghi luôn. Đang kiếm tiền để mua cái cục phát 3G wifi từ 4G nữa là xong. Đây cũng có thêm cái đèn báo. Đây là cái gỗ, không biết cái chú ở dưới kia ông xài gỗ gì mà khoan vô nó bung tát hết trơn. Cái hệ thống điện cũng chưa hoàn chỉnh lắm bạn. Mình đang xem xét giữa cái điện ắc quy, nếu coi nó đủ sạc thiết bị hay không. Không đủ mình phải đem cái máy phát điện mình theo nữa. Cái gì cũng tốn kém nhiều thứ. Cái tủ màu hồng này là của mấy đứa nhỏ nha bạn, mình lấy mình xuống mình xài chứ mình không có, mình không phải gồng gì hết nha các bạn. Đây mình cũng để đồ mấy cái dây sạc thiết bị của mình đó. Chút ít quần áo. Ở đây mấy chú cháu có mấy cái giỏng mùn đó, có mua mùn luôn rồi. Bữa mấy bạn biết rồi, đi về trời ơi, mũ nó cắn te tu hết mấy cái giỏng mùn, mình thấy cái mùn nó lủng rồi. Tối làm mồi cho mũi. Mồi mới, thơm ngon bổ dưỡng. Đó, mình như bạn thấy mình có thêm cái đèn pha đội đầu á, đèn trắng. Dạng nói phải có đèn vàng kìa, chạy nếu buổi tối, nhưng mà chắc mình không có chạy buổi tối nhiều. Tại trời, chạy tối vất vả lắm bạn, khó thấy lắm, căng mắt ra mệt lắm. Chạy buổi tối còn hơn là chạy xe buổi ban đêm nữa. Dưới sông đâu có đèn đuốc gì. Rồi như bạn thấy trên vỏ lãi mình cũng có bắt sẵn mấy cái bát nè, để mình gắn camera. Sau này mình cũng sẽ có thể có gắn camera hành trình đó.
để mình quay hết nhiều cái clip cho bạn xem về hành trình cũng như cái trải nghiệm của mình. Thì các bạn coi có góp ý thêm mấy trang thiết bị gì thêm thì các bạn góp ý giùm Quy ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình mong những chuyến hành trình khám phá của mình sẽ đem lại những cái điều thú vị cho các bạn khi xem. Các bạn có đóng góp ý kiến hay bất cứ vấn đề gì cứ comment dưới cho Quy nha. Rất cảm ơn các bạn nhiều. Mình mong nếu các bạn có lòng á, bạn nhớ xem hết quảng cáo giùm Quy. Đừng bỏ qua quảng cáo, tại khi mà các bạn xem quảng cáo là một phần các bạn đã góp sức cho Quy ha. Có thêm kinh phí để đổ dầu để cho những chuyến hành trình dài. Để đi đường sông tốn kém dữ lắm. Nhất là chạy ghe, chạy xuồng như thế này. Rồi các bạn coi hết quảng cáo hoặc các bạn chia sẻ các bạn khác cùng xem. Rồi các bạn like cho Quy. Các bạn, đó là những cái cách các bạn chỉ bỏ ra chút thời gian nha. Các bạn đóng góp rất nhiều cho Quy rồi. Các bạn nếu mà thấy hay các bạn kêu các bạn của bạn xem ủng hộ Quy chứ. Rồi hai chú cháu Quy cảm ơn các bạn nhiều nha. Mình có quay cái clip mà Phúc nó tập thể dục các bạn, tập với Dustin. Dustin hướng dẫn Phúc mập nó tập thể dục. Các bạn coi có thể có một số bài tập mới và các bạn cũng có thể có những cái phút giây cười rất là thoải mái. Mình dìm hàng Phúc mà. Rồi, cảm ơn bạn nha, chào bạn nha. Bạn nhớ chờ những cái chuyến hành trình dài của Quy nha. Quy sẽ đi từ từ, đi từ ít ngày đến dài ngày hơn. Từ trải nghiệm 1 ngày, trải nghiệm 3 ngày, 7 ngày. Hoặc có thể kể ví dụ như một cái hành trình dài từ Sài Gòn về đất mũi Cà Mau, chắc có thể trải nghiệm nửa tháng luôn. Để mình đi là sẽ coi bà con mình đánh bắt các kiểu gì, mình ghé mình coi luôn chứ không phải là mình với Phúc sẽ đánh bắt và coi bà con mình đánh bắt nữa. Mình chế biến món ăn trên ghe trên xuồng luôn. Mốt mấy chú cháu đem canh rượu 30 lít xuống quốc luôn. Rồi cảm ơn bạn. Như có nhiều bạn nói ngồi trên trên mui ghe trên thuyền đồ không được thả chân xuống dưới ra ngoài, mình cũng không hiểu là tại sao. Các bạn biết tại sao thì comment cho Quy biết luôn nha. Cảm ơn các bạn. Mình có luyện con chó Phú Quốc chuyển chiêu đi võ lãi, nhưng mà mấy bạn thấy không, tại cái trang thiết bị rồi cũng rất chật chội. Hai thằng ở là thấy chật rồi, thêm con cún nữa rồi mất vệ sinh nữa nên cũng rất là phiền ha bạn ha. Nên chắc chỉ có chú cháu mình đi thôi chứ cũng không cho con chó nào theo được. Tránh tệ nạn tập chó.